Sáng 30 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức hội nghị lần thứ 10 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị về phía cấp tỉnh có đồng chí Đổng Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tập trung vận động nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 13 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia công tác tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ vaccine được trên 70 triệu đồng và ủng hộ hơn 2,4 tỷ đồng cho các khu cách ly để phòng chống dịch COVID-19, tập trung vận động hội đoàn thể và các cá nhân, tổ chức, các cơ sở tôn giáo, ủng hộ trên 22.400 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhân các dịp lễ Tết, tham gia vận động quỹ vì người nghèo được trên 5 tỷ đồng, đạt 111,3% chỉ tiêu, qua đó xây dựng mới 46 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 23 căn nhà cho người nghèo. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, đã xây mới 6 và sửa chữa 1 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Song song đó, Mặt trận các cấp cũng đã tích cực vận động nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của nhà nước, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, qua đó tạo được sự đồng thuận chung tay thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hiệp thương thống nhất bầu bổ sung 7 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2022. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận thành phố cần tiếp tục bám sát các nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động đã đề ra, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các vấn đề mà nhân dân quan tâm, nhất là các vấn đề về giải phóng mặt bằng nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của mặt trận trong vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các cuộc vận động phong trào thi đua gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, cổ vũ động viên khuyến khích các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế tích cực đóng góp trí tuệ công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội, phối hợp chăm lo cho người có công, giúp đỡ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận.